OK, xin chào mọi người nhá. Tiếp tục mình sẽ đến với một cái bài rất là quan trọng đối với tất cả các bạn mà mới học và các bạn mà đang xài MacBook. Đấy chính là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách retouch da bằng 2FS. Đây là cái công cụ tán da tần số rất là hay và hầu như là tất cả anh em trong team của mình á, nhóm của mình thì hầu như toàn dùng cái công cụ này thôi. Đó và Knit in May nó chỉ là một cái công cụ gọi là mình làm công nghiệp ấy thì mình sẽ bổ trợ thêm. Đó để mình tăng tốc độ lên thôi. Chứ còn nếu như mà các bạn mà mới thì các bạn nên học cái công cụ 2FS này này. Nó sẽ giúp cho các bạn hình dung được cái khối hơn và các bạn sẽ nắm được cái cách làm da hơn. Cái công cụ 2FS ở đây nó rất là hay. Nó có thể giúp cho mình vừa làm da này, vừa lu nền này, vừa lu quần áo này. Thì cái cách hoạt động của nó rất là đơn giản thôi. Cái quy trình khi mà mình làm một cái tấm hình ấy, điều đầu tiên vẫn là chạy màu. Đó, điều thứ hai là mình bắt đầu cắt cúp. Và thứ ba nữa là mình sẽ bắt đầu nhặt rác, nhặt mụn và mình dùng công cụ 2FS để mà mình xử lý về da thôi mọi người nhé. Đó thì mình cắt cúp xong rồi này và mình xem sơ qua xem cái bức ảnh này của mình nó có lỗi gì không. Ví dụ như là nối nền các kiểu ấy thì các bạn có thể xử lý nền luôn cũng được nhá. Ví dụ nền là nó bị bẩn này thì mình chọn vào cái select này. Mình chọn select subject này. Đó. Ảnh ngoài trời thì không cần phải dùng những cái lệnh này. Đó. Nhưng mà trong studio thì mình phải xài thôi. Ảnh ngoài trời thì các bạn chỉ cần việc là nhặt rác. Sau đó là các bạn sẽ nhặt mụn. Sau đó là mình dùng 2FS thôi. Đấy, các bạn để Pfizer làm 1 nhá. Sau đó mình ấn vào lu nền này. Thì nền nó sẽ... Mọi người nhớ là khi mà mình lựa chọn xong cái viền này thì các bạn nhớ là Ctrl Shift Y để chọn vào cái nền nhá. Sau đó để Pfizer làm 1 này. Ctrl Alt là Pfizer nhá. Đây, Pfizer này. Ctrl Alt đây. Đó, còn các bạn mà chưa đổi cái cài đặt ấy thì máy của các bạn là Shift F6. Đó, còn file của mình là mình đổi rồi. Thì các bạn lên trên cái chỗ Ctrl Alt Shift K đó. Đó, sau đó các bạn vào chỗ Subject này. Các bạn kéo tít xuống dưới này, có cái chỗ Pfizer này. Thì hiện tại là máy của các bạn là chủ yếu là về là Shift F6 nhá. Thì mình đây là mình đổi về Ctrl Alt D cho nó tiện này. OK, thì mình sẽ ấn vào cái chỗ lu nền này. Đó, các bạn sẽ để ý là nền nó sẽ... để mình xem nào. Cái đoạn này nó chưa tách cái váy này. Đó, quên mất các bạn để ý nhá. Đó, mình sẽ tách cái váy này ra này. Đó, giữ alternate nhá. Đó, giữ alternate để mình kéo xuống này. Khi mà mình giữ shift thì nó sẽ cộng vào và giữ alternate là nó trừ đi này. Đó, và mình ấn lu nền này. Thì nền nó sẽ được sạch. Và các bạn để ý là nền nó bị xám xuống do mình có để một cái màu lớp màu đây để mình trừ ở những cái nền tối á, nó bị nhiều màu nên là mình trừ cho ám màu thì các bạn xóa bớt, các bạn xóa cái này đi nhá, kéo xuống như này. Đó là OK, là mình xử lý được cái nền này. Đó, nền sạch rồi thì bây giờ mình nói về cái phần làm da nhá. Các bạn sẽ đầu tiên là các bạn vẫn sẽ khoanh vào như này. Đó, để mình dùng cái tự động nhặt mụn ấy. Đó, tự động nhặt mụn mình để sẵn cái phím tắt là F2 rồi. Đó, rất là đơn giản đúng không? Chạy một cái là rất là sạch luôn rồi này. Nên cái bức ảnh này thì cũng chả có mụn gì cả, nhưng mà mình cứ quẹt qua xem có cái gì nó nhặt được thì cho cái retouch for me nó nhặt bớt nhá. Đó, F2 này. Đó, rất là tiện đúng không? Chạy cái là OK luôn. Đó, bây giờ mình xuống dùng 2FS này á, thì các bạn chỉ cần ấn vào đây thì nó mặc định là mọi người lúc nào cũng phải để 0 cho mình nhá. À, để 1 cho mình nhá. Đấy, các bạn sẽ cho nó chạy như này. Đó, và các bạn để ý cái thông số bút trên này này, các bạn nhớ chọn cho mình cái bút gạch ngang này, này. Và cái giá trị đây là mình để 30, 30, 30, 45. Và cái cuối cùng này là cái smoothing là các bạn để 0 nhá. Cái tick ở ngoài này thì các bạn bỏ đi. Và các bạn nhớ là khi mà quá trình mình xài bút ấy, thì nó phải hiện cái bên background đây này, foreground đây, nó phải hiện một cái foreground trong suốt này này thì các bạn bôi mới được nhá. Bình thường các bạn mới cài xong là các bạn nó sẽ hiện cái bút đen ở đây và đây là một cái bảng nền màu khác hoặc là màu đen chứ nó không phải là một cái nền trong suốt. Thì các bạn phải làm được như này thì các bạn mới bôi được nhá. Đó, đây là một cái brush nước đây. Thì cái cách bôi đối với những cái thể loại ảnh này á, ảnh cưới này á, thì các bạn đơn giản thôi là các bạn sẽ bôi từ trên trán xuống này. Cái cách bôi ở đây là các bạn sẽ xoay tròn nhá. Đó, các bạn nhớ là phải xoay tròn chứ các bạn mà bôi dọc ấy, thì các bạn sẽ bị hỏng cái khối da đó. Bởi vì cái bản chất của cái 2FS này á, là mình xài, mình xử lý á, mình bôi, mình tán da. Đó, chứ không phải là mình xử lý chi tiết. Nên đâm ra là cái da của mình, tất cả các thể loại da, da nào mình cũng có thể sử dụng cái công cụ này. Cái mặt này thì khá là đẹp rồi. Tí mình sẽ lấy một cái file mà mặt khá là xấu nhá. Mặt khá là xấu để mình hướng dẫn, mình xử lý cho các bạn xem thử nhá. Đó, mình bôi này. Xoay tròn nha các bạn nha, má là xoay tròn thôi. Đấy, những cái vùng cổ này thì các bạn có thể bôi theo cái chiều dọc được. Đó. Thì da mặt nó sẽ rất là đẹp. Đó, tay này thì các bạn nhớ là khi mà bôi tay các bạn chỉ bôi vào một cái đường chính ở trên này thôi này, không được bôi sang hai bên mép tay, nó sẽ bị hỏng khối tay nhá. Đây, bôi như này thôi. Đó.
Đó, áo với lại cổ của cô dâu thì mình cũng bôi y hệt như thế thôi, nó xoay tròn này, xoay tròn này. Đó, da thì các bạn đừng bôi kỹ quá, nhưng mà bây giờ khách hàng người ta sẽ không thích da kỹ quá đâu. Nên đâm ra anh em hạn chế bôi thôi. Đó, nó bôi được cả váy luôn các bạn này. Đó, mình sẽ bôi lại váy cho cô dâu này phẳng phiu luôn này. Đây. Đó, mình bôi cho áo phẳng phiu luôn. Bôi sơ sơ thôi nhá, để cho các bạn xem thôi. Đó. À, sau khi mình bôi xong thì da rất là đẹp, mình cho các bạn mình dán lớp vào nhá, Ctrl Shift E vào này, dán hết lớp vào này, xong xóa cái layer này đi. Bây giờ mình cho các bạn xem cái bức ảnh trước và sau khi mình làm nhá. Đó, trước và sau khi mình bôi này. Đó, trước cái da như này, đó và sau khi mình xử lý xong này. Đó, da rất là sạch đúng không? Đây. Đó, da sẽ rất là sạch này. Đó, bây giờ thì vẫn y hệt như thế này, mình sẽ sử dụng cái công cụ này để hướng để làm một cái tấm hình nữa để cho các bạn xem thử nhá. Ví dụ như cái tấm hình đó, cái tấm hình mà hôm nọ vừa livestream mình vừa hướng dẫn cho anh em đây. Đó, các bạn nào mà chưa được xem ấy, thì mình sẽ hướng dẫn lại nhá. Đó, ví dụ như cái tấm hình này chẳng hạn đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tấm hình này thì nó khá là mặt khối các kiểu ấy thì nó khá là còn rất là nhiều cái lối đúng không? Đó thì điều đầu tiên đó là mình vẫn sẽ sử dụng cái công cụ Retouch for Me này. Các bạn khoanh vào, xong rồi ấn F2 này, tự động nhận mụn này. Đó, xong bây giờ mình ấn 2FS nhá. Đây, 2FS này, để mặc định là 0 là 1 này. Sau đó ấy, mình sẽ bắt đầu chạy này. Các bạn khoanh tròn này. Các bạn nhớ là có những cái phần tóc này á, thì trước khi mà dùng 2FS ấy, hoặc là dùng bất kỳ cái mịn nào cũng thế thôi, là các bạn phải xóa nó đi nhá. Phải xóa cái tóc này đi này. Thì mình sẽ dùng cái F5 thần thánh này. Đó, mình đã chỉnh lại cái F5 thần thánh rồi này. Các bạn nào mà chưa làm được F5 thần thánh thì xem lại cái video mình hướng dẫn tạo action đấy nhá, là mình đã nói rất là chi tiết về cái cách tạo rồi. Đó, thì đây các bạn khoanh vào. Rồi bây giờ mình sẽ chạy 2FS này. Đấy. Mình chạy cái ok xong mình bắt đầu mình dùng brush để bôi này, để khoảng 30 mình bôi này. Đấy, cái cách bôi là các bạn sẽ để tùy vào cái mặt bằng, ví dụ như cái mặt trên này á, mà nó lớn á, thì các bạn có thể để chuột to này và các bạn sẽ xoay tròn này. Đó, xoay tròn. Đó, các bạn mới thì để ý nhá. Đấy. Các bạn xoay cái này ấy, mình có thể tô được vào cả tóc luôn. Đó, mình tô cho tóc hơi mờ mờ luôn chẳng hạn này. Xong mình vuốt sống mũi này. Đó. Các bạn nhớ là cái đường trắng trắng này này, đó các bạn không được bôi vào nhá. Mình chỉ bôi hai bên thôi để mình tôn cái mũi cao lên thôi. Đó. Đây. Đấy thì các bạn sẽ bôi xuống này. Cái đoạn má này các bạn mà môi xuống thẳng như là chết này. Nên là khi mà các bạn bôi ở má này các bạn lúc nào cũng phải xoay tròn nhá. Đó. Đây mình xoay tròn này. Đó, đoạn này là mình phải xoay tròn như này này, đó. Các bạn phải phải xoay và các bạn phải biết thả nó nhấp chuột và thả chuột nó thật sự là và nhẹ nhàng vào. Đó, làm dần dần thì các bạn sẽ quen được và mình sẽ rất là thích cái kiểu này bởi vì là mình vừa làm vừa tô da, nhìn da nó rất là thích, mình vừa luyện được cái cổ tay nó rất là mềm luôn. Đến những cái vùng này á, thì mình sẽ kéo này, tức là những cái vùng này mình gọi là mình vuốt á. Đó, mình sẽ vuốt như này xuống này để cho cái cằm nó được đẹp hơn này. Đây. Đó, mình tô sơ sơ để các bạn xem nhá. Đó, thì cái công cụ này á, về cái cách làm này á, thì hầu như là MacBook hay là Win cũng có thể làm được. Và hầu như anh em mình đang làm design thì hầu như anh cũng làm cái này hết trơn luôn á. Nên đâm ra là đây một cái công cụ rất là mạnh mọi người nhá. Đó. Đây các bạn ở tay thì các bạn để ý này, bôi này, tay thì chỉ cần bôi một đường thôi chứ các bạn mới làm thì các bạn thấy tay á thì các bạn đừng có bôi hết cả cái tay. Đó, nó sẽ bị mất khối đó, mình chỉ bôi một đường thôi. Tập trung vào bôi một cái đường chính giữa thôi. Đó, thậm chí tóc ở đây các bạn để ý này. Đó, tóc ở đây này nó đang bị đậm này, mình còn bôi được cả tóc luôn này, mình bôi tóc mờ mờ luôn này. Đó. Đấy, là khi mà mình bôi xong thì mình sẽ bật tắt cho các bạn xem cái da này. Đó, rất là đẹp đúng không? Đây là một cái công cụ rất là hay đấy, các bạn phải tập luyện thật là nhiều vào nhá, tập luyện thật là nhiều cái công cụ này vào. Đó, ngoài ra mình sẽ nói thêm về cái quy trình hoàn thiện cái tấm hình này bằng panel ấy, thì sau khi mình xử lý xong ấy thì các bạn sẽ nắn bóp. Đó, các bạn sẽ dùng mờ này khoanh vào này, sau đó mình nhấn tổ hợp phím và Ctrl Shift X này. Đó. Để mình đưa cái bức ảnh này vào nắn bóp. Thì các bạn nhớ là khi mà mình nắn bóp ấy thì các bạn phải để cái Việt key này này, các bạn nhớ là quá trình mình làm thì bật cái Việt key lên nhá và mình để về chế độ tiếng Anh nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ nắn này. Đấy, nắn thì các bạn nắn từ tổng thể đến chi tiết thôi. Cái nào mà nó bị xấu thì các bạn nắn, thì nó bị lồi quá thì các bạn nắn. Đấy.
nắn sơ sơ thôi nhá. Đó, nắn sơ sơ để cho các bạn xem thôi. Đó, ok. Đó, bây giờ là đến cái phần làm trắng răng ấy, thì các bạn vào đây này. Đó, có cả cái phần trắng răng rồi nhá. Thì các bạn muốn trắng răng mà tô đều được đẹp ấy, thì các bạn cộng cho mình cái phần chuột này. Đó, cái độ cứng của con chuột này nó to lên một xíu nhá. Đó, và follow này các bạn để cho mình 100% cũng được này. Đó, mình tô cho trắng hết như này này. Đó, sau đó mình sẽ căn chỉnh ở bên layer này. Đó, căn chỉnh để nhìn phù hợp này. Thậm chí là cái trắng răng này là mình cũng lấy về tô mắt luôn mọi người nhá. Mình tô cái chỗ trắng mắt này này. Đó, mình tô vào đây luôn này. Thì mình sẽ khoảng tổng cỡ khoảng 50 chẳng hạn phần trăm là được này. Thì tùy các bạn, để mà các bạn cân đối mình tô làm sao nhìn cho cái bức ảnh của mình nó đừng bị lộ nhá. Đó, ví dụ như mình tô ở đây thì mình vẫn dùng brush bôi, nhưng mà mình có thể dùng brush tầm cỡ khoảng đó 40 để mình bôi chẳng hạn, để cho nó đỡ bị sáng quá chẳng hạn nhá. Đó, thì cái đấy thì các bạn để ý thôi. Sau khi mình bôi răng xong này, mình tô răng xong này, thì cái bức ảnh của mình nhìn nó sẽ khá là ok rồi. Đó, thì các bạn có thể phủ thêm những cái màu, những cái action màu mà trước đây mình làm sẵn, hoặc là các bạn căn chỉnh thêm một tí về ánh sáng là được. Đấy là cái quy trình khi mà mình xử lý retouch bằng 2fs nó trong tất cả các thể loại ảnh. Các bạn có thể làm và nghiên cứu thêm nhé. Mình sẽ hướng dẫn thêm ở những cái buổi livestream trực tiếp nữa. Đó, ok tất cả mọi người nhé.